Khoan cái này, chắc phải tiến về Nam thôi. Anh vào Sài Gòn hả? Không, tiến về Nam Định nơi Saffronet khai trương cửa hàng mới. Deal ngập tràn trong suốt tuần lễ khai trương. Điện thoại giảm đến 44%, laptop giảm thêm đến 5 triệu, phụ kiện giảm giá đến 84%, giá chỉ từ 55k. Thiết bị thông minh giảm đến 60%, giá chỉ từ 290.000 đồng. Nhận thêm quà cho hóa đơn từ 2 triệu và 50 phần quà đặc biệt cho 50 khách hàng đến sớm nhất. Đến ngay Saffronet Nam Định.